Xin chào tất cả mọi người, và livestream hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một vị khách rất rất là đặc biệt. Và tại sao mình nói là đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng làm quen với khách hàng đang đứng ngồi trước ống kính máy quay nhé. Dạ em là chị ạ. Chào em. Chị có thể gửi một lời chào đến các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay được không ạ? Xin chào các bạn. Vâng, thì chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là mình đến từ đâu để cho các bạn cùng biết rõ hơn được không ạ? Vâng. Xin chào mọi người. Mình là Linh Danh Danh, mình đến từ Trung Quốc. Dạ vâng. Đấy, và đây là lý do tại sao em nói chị là một vị khách rất là đặc biệt. Chị là người Trung Quốc và chị đang đến Việt Nam để học tiếng Việt cũng như là làm việc. Và hôm nay chị đã lựa chọn đến DK để thực hiện là phun môi. Và chúng ta sẽ cùng hỏi chị một chút là tại sao chị lại lựa chọn DK chị nhé. Vâng. Bởi vì là trước đây bạn chị đã từng đánh đây làm lông mày và phun môi rồi. Là chị cảm thấy là rất là tự nhiên, cho nên là chị cũng đến đây. Dạ vâng ạ. Và như em được biết là chị Gen có làm lông mày tại DK cũng được khoảng tầm hơn 1 năm rồi đúng không chị? Đúng, khoảng thế. Vâng ạ. Và sau khi hơn 1 năm thì thời gian sau vừa rồi được dịch giã, thì khi mà dịch đã ổn định rồi thì mình quyết định đến DK để mình có thể là hiện nốt là phun môi. Chị có thể giúp em là chia sẻ một chút là cái cảm nhận của mình khi mà mình làm phun môi tại DK ạ, thì mình thấy như thế nào đúng không ạ? Làm phun môi thì bắt đầu có một chút khó chịu, nhưng mà cái mức khó chịu ấy có thể chịu được, người bình thường có thể chịu được. Xong rồi thì là trong quá trình làm thì cảm thấy trên da rất là nhẹ nhàng, rất quan chú ý đến cái lòng cảm nhận của khách hàng. Trong khi làm thì người ta có bảo là nếu đau thì giơ tay và có thể bù tê cái gì đó, cho nên là chị cũng cảm thấy rất là thoải mái. Như chị đang có chia sẻ đấy, là khi mà chúng ta trong cái quá trình làm phun môi mà chúng ta cảm thấy đau hay khó chịu thì chuyển ra hiệu là chuyên gia sẽ trợ tê cho mình để mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn đúng không ạ? Đúng rồi, dạ vâng ạ. Và chị cảm thấy như thế nào về cặp mày cũng như là đôi môi hiện tại chị ạ? Cảm thấy tự nhiên, và nếu đi ra ngoài giao tiếp với người khác thì cảm thấy tự tin hơn, và người ta nhìn mình thì cũng qua mắt của người ta cũng cảm thấy mình cũng đẹp hơn một chút. Dạ vâng, như thế. Là mình đẹp tự nhiên mà không cần phụ thuộc vào make up đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng, và em sẽ nhờ ông một chút cận một chút giúp em nhé. Đây là đôi môi của chị Gen sau khi vừa thực hiện phun môi tại DK, thì chúng ta có thể thấy về dấu hiệu của việc tổn thương hay là không thấy gì cả. Hiện tại môi của chị là có đang hơi nề tê một chút đấy ạ, nhưng mà màu môi thì cũng rất là trong trẻo này. Đấy, và như chị có chia sẻ là trong cái quá trình làm môi tại DK thì sẽ hơi đau một chút ban đầu, và trong cái quá trình làm nếu mà có bị đau hay khó chịu thì chuyển ra hiệu là chuyên gia đã trợ tê thêm cho mình rồi, cho nên là mình hoàn toàn là trong sức chịu đựng của mình đúng không chị? Dạ vâng ạ. Thì còn mày của chị là mình đã thực hiện được hơn 1 năm rồi, nhưng mà sợi mày tại DK nhá, thì ống kính zoom cận một chút cho em ạ. Mày tại DK sau hơn 1 năm thì không hề có dấu hiệu của việc trổ xanh trổ đỏ, và sợi thì vẫn còn rất là rõ đấy ạ. Và chị Gen cũng có chia sẻ là sau khi mà chị thực hiện phun mày tại DK xong thì cũng rất là nhiều bạn bè của chị cũng khen là khuôn mặt của mình có vẻ tự tin hơn và tươi tắn hơn đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng. Thì không biết là em thấy mình là một người ngoại quốc ạ, và khi mà mình lựa chọn vào DK như này thì mình cảm thấy là cái lựa chọn của mình là có xứng đáng không chị nhỉ? Chị cảm thấy có xứng đáng, bởi vì là tiền nào của đấy mà. Cho nên là chị rất là tin tưởng cửa hàng mình, bên mình, dạ, cái phục vụ hoặc là cái kỹ thuật. Vâng ạ. Có nghĩa là từ chất lượng dịch vụ cho đến kỹ thuật. Đúng và rồi. Cái cách chăm sóc khách hàng mình đều rất hài lòng đúng không chị? Đúng rồi. Mình không cần lo lắng cái gì, chỉ đến đây thì làm thôi. Dạ vâng ạ. Vâng. Em cảm ơn những chia sẻ của chị ngày hôm nay. Và thông qua livestream này thì chị có thể chị có muốn nhắn nhủ lời gì đối với cả những người chuyên gia này, cũng như là Master Ngoan Minh Vương là người đã thực hiện mày, và những cái chuyên gia mà đã thực hiện môi cho mình được không ạ? Vâng. Là thực ra là nhắn nhủ thì là không có, nhưng mà là cảm ơn thì có. Cảm ơn chuyên gia ở bên mình là rất là chu đáo. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Và các bạn cũng đã nghe những chia sẻ, bởi vì khách hàng tại Việt Nam lựa chọn DK rất là nhiều rồi, và hôm nay thì mình có nhờ một khách hàng là người ngoại quốc và cũng đã lựa chọn DK và cũng rất là hài lòng với kết quả hiện tại. Thì nếu như mà các bạn có
nhu cầu muốn làm đẹp thì hãy lựa chọn DK là một cơ sở mà chúng ta có thể để ý và cũng như là quan tâm nhé. Em cảm ơn những chia sẻ của chị Giang hôm nay rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, và mình hãy cùng chờ đón những cái sản phẩm tiếp theo của DK nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào mọi người.